một căn nhà đẹp nằm tại quận Hai Bà Trưng, sở hữu lô góc, nằm trên vị trí con ngõ thông, ngõ trước nhà hai ô tô tránh. Được thiết kế 5 tầng, có thang máy, ô tô 7 chỗ vào nhà. Xin mời quý vị tham quan căn nhà ngày hôm nay. Căn nhà này thì vị trí nằm ở Minh Khai, là hàng xóm sát vách của Tham City quý chị nhé. Nên là với một cái vị trí ngõ thông, ô tô tránh, ô tô vào nhà và có thể kinh doanh. Đây là một căn nhà với phân khúc loanh quanh 10 tỷ, đang rất hot trên thị trường. Xin mời quý vị tham quan bên trong. Tầng 1 thì làm gara ô tô và có thể là một phòng khách nhỏ nữa ạ. Đây, một không gian rất là rộng. Căn nhà sở hữu lô góc nên phía bên hông của chúng ta mở được cửa sổ và cũng giống như là có lối đi. Đây với quý vị nhé. Sở hữu mặt tiền 4,3 mét, nở hậu. Xin mời quý vị nhìn lại cái tầng 1. Rất là rộng. Chúng ta vừa có thể để gara ô tô và vừa có thể làm một phòng khách nhỏ. Căn nhà này có thang máy, thiết kế thông sàn. Mỗi tầng sẽ là một phòng master, vệ sinh khép kín. Xin mời quý vị lên trên. Với những phân khúc loanh quanh 10 tỷ ở quận Hai Bà Trưng và với thông số đẹp như thế này thì căn nhà này đang rất là được nhiều khách hàng quan tâm. Vị trí đẹp, thông số đẹp và giá cả lại hợp lý. Chỉ rơi loanh quanh phân khúc 10 tỷ. Thang máy thì 450, 6 người. Mời quý vị tham quan cái phòng ngày hôm nay. Đây là không gian tầng 2 ạ. Cầu thang bộ phía này, cầu thang bộ rất là rộng quý vị nhé. Mỗi phòng thì đều có vệ sinh khép kín, thông sàn, cửa sổ thoáng mát. Đều có cửa sổ thoáng ở bên hông luôn ạ. Một căn phòng rất là rộng. Chúng ta có thể trang bị rất là nhiều thiết bị, cũng giống như nội thất, tùy theo ý thích của chúng ta. Nhà vệ sinh cũng là một cái không gian rất là rộng. Tất cả các hệ thống đều đang được chờ. Cơ bản các thiết bị vệ sinh ạ. Một hành lang cũng rất là rộng. Mời quý vị đi lên thang bộ nhé. Thang bộ này thì rất là rộng, rơi vào khoảng 80 phân. Đây là không gian tầng 3, cũng là một phòng thông sàn. Phía hành lang căn nhà này rất là rộng nên chúng ta có thể thiết kế thêm một vài kệ tủ để chúng ta có thể để đồ ngoài này. Đây là không gian tầng 3. Hiện tại thì chủ nhà đang chuyển cái giường và tủ quần áo. Chỉ để mô phỏng thôi. Để quý vị có thể hình dung ra được cái căn phòng này rất là rộng. Khi có một cái tủ và một cái giường với kích thước lớn 2 mét như thế này. Thì không gian cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Phía trước thì có một ban công. Chúng ta có thể trang trí thêm cây cảnh cho không gian của chúng ta được thoáng mát và mát mẻ hơn. Đây cũng có một cửa sổ thoáng trong phòng ngủ. Nhà vệ sinh tương tự phía dưới thôi ạ. Rất là rộng, thực sự một nhà vệ sinh rất là rộng. Quý vị nào đang quan tâm và tìm nhà với cái thông số và ô tô vào nhà có thể kinh doanh thì căn này là một căn mà quý vị phải xem ngay. Vì thông số quá là tuyệt vời, giá cả cũng rất là hợp lý. Đây là không gian tầng 5 ạ. Tầng 5 được thiết kế là phòng bếp. Phía sau này thì là một cái khu vực để đồ ạ. Xem như khu vực kho.
Đây là khu vực bếp. Rất là nhỏ nhắn và vừa vặn, đủ cho một gia đình chúng ta có thể sinh hoạt. Cũng giống như là chúng ta có nhu cầu ô tô để dưới tầng 1 và kinh doanh dưới tầng 1. Nên phòng bếp sẽ được đặt phía trên này, rất là hợp lý. Phía ngoài là một sân thượng rộng kết nối với phòng bếp, thì chúng ta có thể sử dụng cái không gian này để chill, cũng giống như BBQ ăn uống ngoài này. Quý vị nào đang quan tâm một căn nhà với thông số hiện tại với tài chính loanh quanh 10 tỷ, căn nhà này đang được chào bán với mức giá rất là hợp lý là 11 tỷ. Hãy liên hệ ngay em Ngọc Anh nhé. Cảm ơn quý vị.